Kênh YouTube Bonsai Lê Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Xin chào anh Lợi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đang xem kênh Bonsai Lê Nguyên. Tiếp tục hôm nay em làm clip này là 729 nha bà con. Hôm nay có một số món đồ cũng mới vừa sưu tầm về, gồm có đồ đồng và đồ gỗ xưa cũ nha. Qua số điện thoại của em 0772877278. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đầu tiên vô em xin giới thiệu nha, đây là mã số 1Q. Đây là một cái khay trà nha bà con, khay trà xưa. Hàng này là hàng làm thủ công nha. Cái khay trà đặc biệt này của nó người ta làm bằng xương voi, làm bằng thủ công người ta khắc nha. Bà con mình xem đây. Nay không ngờ người ta làm bằng nhiều lớp người ta gắp ra thành nha bà con. Đây rất là đẹp nha bà con. Hàng này nói chung tuổi đời từ 60-70 năm trở lên rồi nha. Đây mới sưu tầm về rất là độc đáo chỉ một cái thôi. Đây xương voi nha bà con. Bao bà con mình chuẩn hàng chuẩn đồ luôn nha. Đây, chiều cao này em đo là 10 phân nha. Còn chiều dài tổng thể này là 29. Ngang thế này là 17 thôi. Đây tích trên này là một con rồng và phụng nha bà con. Long phụng. Con mình xem đây rất là đẹp. Hàng bên em bao bà con mình về kiểm tra hàng nha. Đúng đồ, đúng chất lượng, đúng sản phẩm bà con mình nhận nha. Cái này về bà con mình chỉ cần mình chà đánh bóng lên sôi là nó sẽ sạch lên nha. Mình dùng bằng chà đánh răng đó nha bà con. Dùng kem mình đánh lên thôi là nó sẽ sáng bóng là đẹp thôi. Thì em mới sưu tầm về sao em để nguyên giao lưu cho bà con mình luôn. Đây. Rất là đẹp nha bà con. Có giá giao lưu bà con của mình là 10 triệu đồng nha. 10 triệu bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đây hàng rất là sắc sảo nha bà con. Và đến với mã tiếp theo số 2Q. 2Q này thì em có về được một tác phẩm là một cái bộ cờ tướng bằng đồng. Đây được đóng trong một cái chiếc hộp nhìn rất là sang và lịch sự nha. Bên ngoài là cái da nha bà con. Đây, bên ngoài là một cái da. Đây, con mình xem. Rất là gọn gàng cho bà con của mình đam mê cái cờ tướng nha. Và đặc biệt của nó, những cái con bên trong này là những cái con cờ bằng đồng. Đây, 32 quân cờ bà con mình xem. Chất liệu là bằng đồng, bao bà con mình hàng này bà con mình chơi xài đời đời luôn. Đây, đồng rất là đẹp, đồng vàng nha bà con. Hàng là sưu tầm nha. Để em đo con cờ này đường kính này khoảng là 4 phân nha. Đây 4 phân. Bàn cờ này có cái chiều dài như thế này là 56 nha. Đây và ngang như thế này là 50. Đây 50, 56 nha bà con. Còn cái quay này là bằng đồng. Đây lớp này là lớp da nha. Đây mặt da đây bà con mình xem. Đây 32 quân cờ rất là đẹp. Đây. Rất là nặng nha bà con. Một cờ nói chung là rất là nặng nha. Đây tháo bà con mình xem luôn nha. Đây. Rất là tiện lợi và gọn gàng luôn. Bộ này thì em giao lưu cho bà con mình nha, bao ship toàn quốc bà con mình luôn, giá là 4.800.000 đồng thôi nha. Những cái chốt này người ta đều bằng đồng hết nha bà con. Và bên ngoài là một cái lớp da. Hàng này thì bao bà con mình xài rất là bền luôn nha. Đây, con mình xem, rất là lịch sự nha. Tiếp theo là đến với mã số 3Q. Đây em có sưu tầm về được một cái chiếc bức vẽ chanh. Đây vẽ chanh nha, vẽ chim hoa. Cây này là một cái cây như cây trúc nha. Con mình xem, rất là đẹp luôn nha bà con. Đây còn bên trong như là hoa đào nha, trúc đào nha bà con mình xem đây. Cái dĩa này đường kính em đo là 40. Chiều cao tổng thể bao gồm đế luôn nha. Là khoảng 47-46 nha bà con. Kể cả chân đế nó cũng khám ốc luôn nha bà con. Đây phẩm luôn bên dưới luôn bà con mình xem. Thì gỗ này là gỗ gõ, chất liệu gỗ gõ. Cái này là nguyên khối nha, nguyên một khối người ta tạo thành. Người ta chạm, người ta khắc bà con mình xem đây. Rất là đẹp nha, chim hoa nhìn rất là có hồn luôn nha. Đây mặt phía sau lưng đây nha bà con. Dĩa này rất là nặng nha bà con. Đây, giao lưu bà con mình có giá là 5 triệu đồng nha, nguyên bộ thế này. Bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Mã số 4Q. Đây là một cái chiếc gương. Đây một chiếc gương xưa cũng bằng gỗ gõ luôn. Được khẩm ốc là tứ diện luôn nha. Bốn mặt luôn nha bà con. Hàng này nói chung bà con của mình á, về mình đánh bóng vệ sinh lên thôi thì nó sáng lên rất là đẹp. Chiều cao này em đo khoảng 17, chiều dài thế này là khoảng tầm gần 30. Ngang là 18-19 thôi nha, 18 đi. Đây nó giống như là một cái chiếc hộp như cái quả đựng bánh trái cây hoặc là mình đựng trang điểm cũng vẫn được. Rồi vật dụng của mình ưa thích nha. Lành tích liền lạc hết nha bà con, gỗ gõ nha. Đây rất đẹp. Đây tích người nha bà con, xem giùm em đây. Tích quê hương luôn. Sám bốn mặt nha bà con. Để này nha. Giao lưu bà con mình chiếc gương này có giá là 4.800.000. Đây 4.800.000, những cái này người ta bọc đồng hết rồi nha. Rồi mã tiếp theo số 5. Số 5 thì em có sưu tầm về được một cái bộ sách kinh. Cái này người ta niêm phong rồi nha. Hàng này người ta vẫn còn niêm phong. Còn bên ngoài cái da bên ngoài vỏ ngoài là da cừu nha bà con. Mở ra cho bà con. Da cừu cái này để em lột cho bà con mở của mình đường luôn. Mở cái đường này nè. Đây để em mở cho bà con mình xem luôn nha. Cho nó khéo khéo cho người ta. Đây. Cái này nói chung người ta niêm phong. Hôm nay em quay thì em sẽ mở ra cho bà con của mình xem luôn. Bà con mình nếu mà hữu duyên nha. Cái da bên ngoài là chất liệu da cừu nha bà con. Đây da cừu.
Đây. Này lâu năm lắm rồi. Đây bà con mình xem, cái này người ta cọp rất là cứng. Cái này là nguyên si luôn nha bà con, hôm nay em sẽ khui cho bà con của mình xem luôn, cho bà con mình xem được tận mắt luôn nhé. Em có sưu tầm về được một bộ này thôi. Đây. Đây bà con mình xem, cọp rất là kỹ, rất là chắc. Đây, hai đường luôn nha bà con. Hai nột luôn, rất là nhiều nột nha. Nói chung là sách này thì em sưu tầm về em cũng chưa có xem được bên trong. Em hôm nay em sẽ mở cho bà con của mình chiêm ngưỡng luôn nha. Hôm nay là mình đập hộp ngày đầu tiên đúng không bà con? Đây. Đây, một bộ này tới 4 cuốn luôn nha bà con. Một bộ này tới 4 cuốn luôn nha. Đây 4 cuốn. Cái này là da cừu nha, da cừu. Đây, cuốn thứ nhất em mở cho bà con mình xem luôn. Đây bà con mình xem. Toàn là chữ Hán nha, Hán ngày xưa thôi nha. Đây cho bà con của mình, nếu mà am hiểu về những cái quyển sách kinh này thì hữu duyên nha. Nói chung hàng này nói chung tuổi đời rất là già rồi. Đây, giấy dầu xưa. Giấy dầu xưa nha bà con. Đây bà con mình xem những cái dòng chữ bút ký người ta vẽ này nha, viết kia nha. Bộ này gồm có 4 quyển nha. Em giao lưu cho bà con mình giá là 2.800.000 thôi nha. 2.800.000 thì nếu khi đi em sẽ gói gọn cho bà con của mình luôn. Chỉ có một bộ 4 quyển thôi nha. Và đến với mã tiếp theo 6 quy. 6 quy này là một tác phẩm Phật Di Lạc. Đây Phật Di Lạc ngồi. Đây ngồi bên đây một bên đó là một cái bầu tiền, túi tiền. Bên đây là cầm một cây gậy như ý nha. Miệng thì cũng lúc nào luôn vui vẻ và tươi cười. Mang đến may mắn gia đình cho gia chủ mình nha. Chiều cao này em đo là 22. Đây hoành đế này to nha bà con. Tổng hoành đế là tới 110 lắm nha. Đây hữu duyên cho bà con mình nha. Nặng là 6.2 kg. 6.2 kg nha. Giao lưu bà con mình giá chỉ là 3.800.000 thôi. Chuyện đế đó bà con mình xem nha. 6.2 kg. Và mã tiếp theo số 7 quy. Đây là một tác phẩm, này là một cái đồ mà bàn tính bằng đồng xưa nha. Bằng đồng nha bà con. Chiều dài này em đo là khoảng 28. Chiều ngang này là 10 khoăn thôi. Rất là dày dặn, vẫn còn xài được. Ok bà con mình luôn. Hàng này bao bà con mình xài đời đời luôn. Đây bằng đồng rất là bền. Những cái mọc in chữ trên đây nha. Chuyện nha. Giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 đồng. Đến với mã tiếp theo số 8 này, có một cây quạt đồng hàng Âu nha. Hàng này hàng nhập. Nhưng mà hàng này không phải là hàng xưa, hàng cổ nha. Hàng này cũng gần đây thôi. Nhưng mà bao bà con mình là hàng Âu nha bà con. Hàng nhập Âu nha. Chiều cao em đo là 40. Chiều ngang là 32. Bao xài cho bà con mình. Bao bà con mình về xài, kiểm tra hàng, xài không được thì hoàn về cho em nha. Hàng này xài rất là bền. Cái nút bên dưới đây nha. Giá giao lưu bà con của mình là 3.800.000 đồng nha. 3.800.000. Và mã tiếp theo số 9. Em có một tác phẩm là một cây thánh giá của Chúa Giêsu nha bà con, hữu duyên. Đây. Chiều cao này em đo là khoảng 30 đi. Chiều ngang thế này 14 thôi. Đây, giá là chỉ 1 triệu đồng thôi nha. 1 triệu đồng bao ship toàn quốc cho con mình luôn nha. Cân nặng 1 kg nha bà con. Thì cao là 30. Và đến với mã số 10. Đây, tác phẩm là đồng tử bái Quan Âm. Đây. Chiều cao này em đo là 20, chiều ngang này là 16 thôi. Nặng 1 kg 2 nha bà con. 1 kg 2 bà con mình hữu duyên nha, quan hỷ nha. Đây, giá hôm nay sale bà con mình xả lỗ luôn là 800.000 thôi nha, 800.000 đồng. Đây, mã số 11 quy, một tác phẩm là con rồng cầm trái châu nha. Đây có cái chiều cao thế này em đo 14, chiều dài là khoảng 19 thôi. Nặng có 1 kg 2 nha. 1 kg luôn 2. Thì hôm nay em có một số tác phẩm nha, ngày hôm nay là ngày cuối tuần em sale cho bà con mình xả lỗ một số món đồ luôn nha. Hàng này là bao lỗ bà con mình luôn, giá chỉ 700.000 thôi. Đây 700.000 bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Bao giá rẻ bà con mình luôn. Mã số 20. Quy này là một cặp lọ nha, một cặp lọ tích chim. Nặng 5.5 kg. Đây 5.5 kg, chiều cao 29, đường kính miệng là 7 phân. Hoành bụng là 45. Chất liệu là bằng đồng. Con mình xem nặng 5.5 kg nha. Đôi này em giao lưu bà con mình giá là 2.200.000 thôi nha. Nặng 5.5 kg, hàng này là em bao rẻ cho bà con của mình luôn. Đây hôm nay em xả lỗ cho bà con mình nha. Mã số 13, em có một cái dĩa này là dĩa bằng đồng lắc cây bạc, tích này là Phật A Di Đà luôn nha. Chiều ngang 400 gram nha bà con. Chiều ngang là khoảng 15 thôi. Đây 15 đồng lắc cây bạc, có cái đế nhựa luôn. Vừa rồi thì em sưu tầm thì em có đế, nhưng mà hôm nay em có đế lên đế cho bà con của mình luôn nha. Đây. Cái này em giao lưu bà con mình giá là 700.000 thôi nha, 700.000 đồng. Giá sale luôn nha bà con. Bao gồm đế cho bà con mình luôn. Mã số 14 này em còn một cái đồ mà người ta giả thuốc ngày xưa. Cái này tuổi đời rất là già nha bà con, về cứ kiểm tra hàng giùm em. Cái này lâu đời lắm rồi nha. Đồng nguyên khối nha. Chiều cao này em đo là 9, đường kính là 12 thôi. Nặng rất là dày. Rất là dày dặn nha. Đây. Bao xưa mình từ 7 80 năm trở lên chứ không dưới nha, cái đồ mà người ta giả thuốc. Giá là 700.000 nha, 700.000 đồng. Mã tiếp theo số 15 quy, một tác phẩm là Bát Tiên Quá Hải luôn. Nặng cũng chất liệu bằng đồng. Chiều cao thế này là 11, chiều dài thế này là 22, nặng 1.5 kg, 8 vị tiên.
Đây 1,5 kg nha, hữu duyên bà con mình, giá 800 ngàn luôn nha. Đây 800 ngàn đồng thôi. Và mã tiếp theo số 16, một cái chiếc bằng là con gà bằng đồng nguyên khối luôn, 1,5 kg nha. Chiều cao là khoảng 17, cán gỗ nha, hoành 45, nặng 1,5 kg, bao bà con mình về vẫn xài được bình thường. Đây, về đánh bóng vệ sinh lên thì bao đẹp luôn. Giá là 1 triệu đồng thôi nha, 1 triệu đồng. Đến với mã tiếp theo, em có tác phẩm là bộ ba ông Tam Đa số 17 nha. 4 kg. Chiều cao là 18, hoành đế của ổng là khoảng 30. Đây bà con mình xem, nặng 4 kg, hữu duyên bà con mình, giá là 2 triệu thôi nha. 4 kg nha bà con, giá 2 triệu đồng. Đây ba ông Tam Đa Phước Lộc Thọ. Giá quá rẻ theo nha bà con, mình thỉnh mình thờ. Đây tiếp theo số 18. Số 18 này là một tác phẩm là một cái chiếc là bòm nha, thuận bòm xuôi gió nha bà con. Nặng 300 g nha bà con. Đây được được người ta chạm những con rồng hai bên sông Long. Thì cái này bằng ốc nha, ốc bảy màu bà con mình xem nha, ốc chai nha. Chiều cao này em đo là khoảng 28, chiều dài này là tầm là 30. Hàng này là hàng như người ta làm bằng thủ công nha bà con. Đây thủ công toàn hết luôn nha. Đây. Rất đẹp. Làm tích hết luôn, mình chân được co rất đẹp nha bà con. Thuận bòm xuôi gió. Giao lưu bà con mình có giá là 900 ngàn đồng nha, bao ship toàn quốc bà con mình luôn. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Ngày cuối tuần em cũng xin mến chúc bà con mình thật nhiều vui vẻ nha. Em xin kính chào, hẹn gặp lại. Kính chào và hẹn gặp lại với bà con vào những clip mới nhất của kênh chúng em vào buổi trưa và buổi tối như thường lệ nhé bà con.